Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8 đến 16,8 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 112,5 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vĩ tuyến 15,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 112,5 độ Kinh Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần nên ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.